Bố ruột Phi Nhung lộ diện thừa nhận bỏ rơi con gái, muốn nhận lại Wendy. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây xuất hiện một nữ nhạc công có ngoại hình giống hệt ca sĩ Phi Nhung xuất hiện trong video của Trizi Phương Trinh chia sẻ, khiến nhiều khán giả quan tâm. Theo đó, nữ nhạc công người Ukraine đã lên tiếng chia sẻ rằng cô vô cùng bất ngờ khi biết mình có ngoại hình giống hệt Phi Nhung đến như vậy và cảm thấy rất vui vì cả hai đều có chung niềm đam mê với âm nhạc dù đã khẳng định không cùng huyết thống với phi nhung nhưng những suy nghĩ về sự giống nhau đến kỳ lạ vẫn thường trực trong đầu cô người hâm mộ ca sĩ phi nhung cũng đã tìm hiểu được thông tin của nữ nhạc công này theo đó người hâm mộ cho biết cha của cô là người pháp còn mẹ là người ukraine sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc và đạt nhiều giải thưởng cao quý ngược lại cô cũng tìm hiểu rất kỹ thông tin của ca sĩ phi nhung cô hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra Cô cũng đã tìm hiểu về cha mình và hỏi cha về sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Sau khi xem xong là ảnh của Phi Nhung, ông cho rằng: "Quý vị khán giả thân mến, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ vì sự giống nhau này giữa con gái tôi và cố ca sĩ Phi Nhung. Tôi rất hâm mộ giọng hát và tấm lòng của cô ấy, cũng chính vì thế mà cô ấy có rất nhiều fan hâm mộ. Tôi cũng đã đọc rất kỹ về tiểu sử của Phi Nhung và biết được rằng cha của Phi Nhung là người Tây Ban Nha sang Việt Nam chiến đấu." và tôi rất buồn khi phi nhung chưa được gặp cha đẻ của mình có lẽ phi nhung cũng rất mong muốn cha đẻ của phi nhung xuất hiện như một phép nhiệm màu tuy nhiên tôi rất xin lỗi vì những thông tin đó không trùng khớp với tôi tôi rất lấy làm tiếc vì không thể mang lại điều kỳ diệu đến với phi nhung mặc dù cô ấy đã ra đi nhưng tôi tin rằng tiếng hát và lòng tốt của phi nhung sẽ còn sống mãi trong lòng người hâm mộ tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bạn khán giả việt nam tôi trân trọng tình cảm của các bạn dành cho phi nhung hy vọng rằng nếu có cơ hội tôi sẽ ghé thăm tỉnh xá giác an và thắp nhang tưởng nhớ phi nhung sẽ rất vui khi biết những người trên thế giới này vẫn dành tình cảm chân thành với cô ấy